Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ký hợp đồng cho công ty cổ phần tập đoàn Flamingo thuê đất để xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp. Song doanh nghiệp này lại đang phối hợp với các sàn bất động sản đưa dự án vào kinh doanh. Chủ đầu tư cùng các sàn giao dịch đã không ngớt lời tung hô mỹ miều nhằm thu hút khách hàng. Nào là hộ chiếu Earn In Passport DMO tận hưởng miễn phí không giới hạn vô vàn dịch vụ tiện ích 5 sao tại toàn bộ dự án thuộc Flamingo Group. Nào là tặng ngay 10% giá trị biệt thự. Nào là tặng quà lên tới 288 chỉ vàng SJC. Tất nhiên, ràng buộc để khách hàng sở hữu những ưu đãi kia chính là việc xuống tiền mua dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort tại bãi tắm Cát Cỏ 1 và Cát Cỏ 2, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Bà, thành phố Hải Phòng, do công ty cổ phần tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư. Theo tìm hiểu của chúng tôi, để thúc đẩy du lịch, dịch vụ phát triển tại Cát Bà, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có quyết định chủ trương giao cho tập đoàn Flamingo thực hiện dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort. Mục đích của việc này là để doanh nghiệp xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp để phát triển du lịch cao cấp tại địa phương. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng có quyết định cho doanh nghiệp này thuê đất thực hiện dự án với thời gian là 70 năm với nhiều ưu đãi khi đầu tư vào dự án. Thế nhưng trên các website vẫn rầm rộ giao bán các căn hộ với nhiều ưu đãi hấp dẫn, với nhiều hình thức và diện tích căn hộ khác nhau. Căn hộ bộ hotel có giá giao động từ 3 đến 7 tỷ, còn đối với căn hộ villa được giao bán với giá từ 8 đến 20 tỷ. Nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng thì sẽ được cho thuê lại căn hộ của mình và sẽ được thanh toán trước tiền thuê căn hộ. Một nhân viên kinh doanh dự án khẳng định nếu không có nhu cầu cho thuê lại thì khách hàng hoàn toàn có thể về để sinh sống. Nếu mua căn hộ ở đây, khách hàng sẽ được cấp sổ hồng nhưng lại chỉ được sở hữu căn hộ trong vòng 70 năm. Cái này bên em sẽ có cấp sổ hồng cho anh ạ. Cái này là bên em sẽ sở anh sẽ được sở hữu 70 năm. Thì cái này sau này mà anh không muốn cho thuê nữa thì anh có thể về đây ở với căn hộ villa được. Theo một số chuyên gia bất động sản, người mua cần hết sức cân nhắc khi đầu tư vào dự án này. Bởi dự án chỉ được thuê đất 70 năm theo hình thức trả tiền sử dụng đất hàng năm chứ không phải đất được cấp lâu dài. Cùng với đó, dự án này cũng được phê duyệt với mục đích xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp để phát triển du lịch tại địa phương. Do vậy, dự án tuyệt đối không có các hệ thống đồng bộ của một dự án phát triển nhà ở. Để tránh bị rủi ro, khách hàng cũng cần tìm hiểu kỹ về pháp lý của dự án, xem xét kỹ về quyền lợi khi đầu tư vào dự án. Trên thực tế hiện nay, nhiều dự án condotel cao tầng mọc lên chóng mặt tại nhiều địa phương đã gây áp lực lớn cho hạ tầng đô thị tại địa phương. Chính vì vậy, một số địa phương đã kiến nghị không cho nhập hộ khẩu cá nhân, tổ chức sở hữu căn hộ và yêu cầu chủ đầu tư cam kết chỉ làm du lịch chứ không làm nhà ở cũng được gửi lên các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Trách nhiệm của chủ đầu tư khi thực hiện dự án này như thế nào? Cơ quan quản lý nhà nước liệu có vào cuộc kiểm tra? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin từ quý độc giả về vụ việc này.